Vâng, em xin chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2024. Em là chủ kênh Nhà Vườn Cường Hiền đã lên một cái video bán hàng chia sẻ con giống tới tất cả các bác. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của Nhà Vườn là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất nhiều các mặt hàng con giống tới tất cả các bác, cô chú, anh chị. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những đơn hàng ưng ý nhất. Và sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Em đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay, đó là cái dòng liệu ngố các bác nhá, liệu ngố. Chậu này thì rất là sum xuê tùm luôn, rất là đẹp. Cái dòng liệu ngố này thì hoa của nó khi mà nó mới nở nó như là bông hoa hồng luôn các bác nhá. Cánh xếp rất là đẹp luôn. Cái dòng liệu ngố, cái dòng bạch và cái dòng bạch nhụy và cái dòng thiển là những cái mặt bông xếp tốp luôn các bác nhé, xếp tốp luôn, mặt bông rất là đẹp. Cái đơn hàng số 1 này em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 1. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay là một chậu liệu ngố. Đơn hàng số 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho đơn hàng số 2. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 này rất là đẹp các bác nhá, rất là sum xuê luôn. Nhưng chậu số 3 này là cuối năm nay là các bác đều có thể là sẽ ngắm hoa. Cái đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng cho đơn hàng số 3. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 này thoát rất cao, cây rất là đẹp các bác nhá, thẳng tưng luôn. Đây ạ. Đây, cây này thì cái chậu này nó bị vỡ rồi nên là cây này các bác nào lấy chậu cây này thì về các bác sang chậu giúp em. Cây này thì lộc đây, lộc bây giờ đang bắt đầu bắn các bác nhá, đang bắt đầu bắn tán này. Cây này lá này, lá của nó các bác này, lá của nó cực kỳ là to luôn. Cái đơn hàng số 4 này em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 400.000 đồng cho đơn hàng số 4. 400.000 một cây liễu ngố này các bác này, quá là đẹp luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay đó là một chậu trà thơm các bác nhé, trà thơm. Chậu này thì thoát tầm 30, thoát tầm 30, ba tay. Lộc đây, lộc đang lên rất là khỏe. Những cái chậu này thì là Tết năm vừa rồi là đều đã cho hoa rồi các bác nhé. Và cái dòng trà thơm này là cái dòng duy nhất nó có mùi thơm. Cái dòng này nó rất là sai hoa luôn các bác nhé, cực kỳ là sai hoa luôn. Cái đơn hàng số 5 này em chia sẻ cho các bác với giá là 260.000 đồng cho đơn hàng số 5. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay là một chậu trà thơm. Chậu này thì cao tầm 1 mét các bác nhá, cao tầm 1 mét, tán này. Tán lá thì sum xuê luôn. Chậu này mà cuối năm ra hoa thì cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Vì là tán tán nó nhiều tán này, đấy nó lại có một cái ngọn lộc nó vút lên luôn. Đấy. Cái đơn hàng số 6 này em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 380.000 đồng cho đơn hàng số 6. Cái gốc của nó thì nó thoát tầm khoảng 20, ba tay một điểm các bác nhá. À, chợ cái gốc này thì nó tầm vanh 6-7 gì đấy. Em áng áng đấy. Ba tay tại một điểm luôn. Chậu này quá là đẹp rồi. Các bác sưu tầm chậu này về. Các bác có thể để như này hoặc các bác làm bonsai đều đẹp. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay là một chậu trà thơm. Tán này các bác này. Tán của nó quá là to luôn. Chậu này thì lộc bây giờ mới đang bắt đầu lên các bác nhá. Đây ạ, lộc đang bắt đầu lên. Đây, hoa đây. Vụ vừa rồi nó đều ra hoa như này các bác nhé. Đấy ạ. Đấy, vụ vừa rồi nó ra hoa đấy. Đây. Rất là nhiều hoa luôn. Cái đơn hàng số 7 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng cho đơn hàng số 7. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay đó là một chậu trà tứ quý hồng. Tứ quý hồng các bác nhé. Tứ quý hồng. Đấy, nó đang đóng nụ rồi. Đang có nụ rồi. Về cái này là các bác vài bữa nữa là các bác ngắm hoa thôi. Cái dòng tứ quý là cái dòng duy nhất mà nó ra hoa quanh năm thôi nhá. Ra hoa quanh năm, tầm 3-4 tháng thì nó lại ra hoa một lần. Và cái dòng trà tứ quý này là cái dòng trà chịu nhiệt tốt nhất trong tất cả các dòng trà mi. Các bác ở trong miền Nam, miền Trung hoặc miền Tây thì các bác mới sưu tầm hoặc là các bác mà trồng mà muốn được ngắm hoa quanh năm thì các bác có thể sưu tầm cái dòng tứ quý này. Và cái dòng tứ quý này thì bên nhà em mà nó có hai màu đỏ và hồng và nó có rất là nhiều cái mặt khuôn bông. Cái này thì bên em là nó cắt lẫn lộn các bác nhá. Nên là các bác cứ sưu tầm vài cái bầu hàng bát, hàng nhỡ ấy. Về thì nó sẽ có nhiều mặt bông.
Và cái dòng bát nhỡ nhà em là đang nụ rồi, đang nụ là các bác về sẵn ngắm hoa thôi. Cái đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 550.000 đồng cho đơn hàng số 8. Cái này thì có một chậu duy nhất. Và cái dòng trà tứ quý hồng này không phải là nhà vườn nào cũng có các bác nhé. Đa phần là các bác có tứ quý đỏ thôi. Còn tứ quý hồng này thì rất là ít nhà có. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 em nay đó là một chậu hồng phấn cung đình các bác nhé. Hồng phấn cung đình. Cái dòng hồng phấn cung đình này là cái dòng mà rất là sai hoa luôn các bác nhé. Rất sai hoa và hoa rất là đẹp. Cái mặt hoa của các dòng thì em đều để ở phía góc bên trái màn hình thì các bác sẽ tham khảo. Cái chậu cung đình này thì nếu mà nói về năm tuổi thì nó cũng đã 3 năm tuổi rồi, cây rất là già các bác nhé. Đây ạ. Cây rất là già luôn, các bác nhìn tay này. Đây ạ, tay này. Gốc cây này thì em chưa xả bẹ nhé. Này về các bác khai thác. Chậu này thì các bác về các bác uốn bonsai thì quá là đẹp luôn vì cây của nó là nó rất là già cây nhé. Rất là già cây các bác nhé. Cái đơn hàng số 9 này em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 đồng cho đơn hàng số 9. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 ngày hôm nay là một chậu hồng phấn cung đình, lộc lá đang lên rất là nhiều. Và những chậu này thì cuối năm nay là các bác chắc chắn ngắm hoa luôn. Đấy ạ, các bác nhìn cái gốc này. Gốc của nó rất là đành gốc nhá. Nó còn lên bệ luôn này các bác này. Nó còn lên bệ luôn. Cái đơn hàng số 10 này em chia sẻ cho các bác với giá là 320.000 đồng cho đơn hàng số 10. Em chuyển qua đơn hàng số 11. Đơn hàng số 11 ngày hôm nay một chậu hồng phấn cung đình. Chậu này là vừa có bệ vừa có con tử các bác nhá. Đây ạ, vừa có sẵn bệ này, đấy, vừa có con tử luôn. Đấy. Chậu này các bác về làm bonsai, về làm dáng bàn trà các bác nhá. Các bác về làm dáng bàn trà, vít vít về bên như này. Đấy, con tử kia các bác uốn sẵn bệ rồi, về các bác xả xả thêm một chút nữa là nó sẽ lên nồi hẳn cái bệ lên. Đấy, đúng dáng bàn trà luôn các bác nhá. Đơn hàng số 11 này em chia sẻ cho các bác, cô chú, anh chị mình với giá là 320.000 đồng cho đơn hàng số 11. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 ngày hôm nay đó là một chậu trà muống các bác nhé. Đơn hàng số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho đơn hàng số 12. Đây ạ, lộc lá đây, lộc lá siêu nhiều các bác nhé. Em chuyển qua đơn hàng số 13. Đơn hàng số 13 ngày hôm nay đó là một chậu trà thiền. Đơn hàng số 13 này thì em chia sẻ cho các bác với giá 300.000 đồng cho đơn hàng số 13. Em chuyển qua đơn hàng số 14. Đơn hàng số 14 ngày hôm nay là một chậu trà thiền. Đơn hàng số 14 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 đồng cho đơn hàng số 14. Những cái chậu như thế này thì là các bác siêu tầm về sau 2 đợt lọc. Đến gần cuối năm thì các bác cho ăn nắng nhiều và hạn chế lượng nước tưới giúp em nhé. Thì nó rất là sai hoa và cực kỳ là nhanh hoa luôn các bác nhé. Các bác cứ cho ăn nắng nhiều hơn bình thường giúp em. Và hạn cái lượng nước thì các bác giảm bớt đi là cây nó chắc chắn hoa luôn. Đây là đơn hàng số 15. Em chuyển qua đơn hàng số 16. Đơn hàng số 16 này là một chậu trà thiền rất là đẹp này các bác này. Cái đơn hàng số 16 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 330.000 đồng cho đơn hàng số 16. Em chuyển qua đơn hàng số 17. Đơn hàng số 17 và đơn hàng số 18 ngày hôm nay đó là hai chậu trà tứ quý đỏ các bác nhé. Hai chậu trà tứ quý đỏ. Cái đơn số 17 và 18 này thì em chia sẻ đồng giá là 180.000 đồng trên một chậu. Đây là đơn hàng số 17 các bác nhé. Và đây là đơn hàng số 18. Đấy, những chậu này nó đang bắt đầu đóng nụ rồi các bác này. Đấy, đang bắt đầu đóng nụ rồi. Đấy, rất là nhiều các bác nhé. Đấy ạ. Cái này thì nó là hàng trưởng thành rồi. Cái này thì chỉ tầm cứ tầm khoảng 3 tháng lại ra hoa một lần các bác nhé. Tầm 3 tháng ra hoa một lần. Cái dòng này thì siêu sai hoa luôn. Đơn hàng số 17 và 18. Em chuyển qua đơn hàng số 19. 19 và 20 ngày hôm nay thì đó là hai chậu liễu cổ Nam Định. Cái dòng liễu cổ Nam Định là cái dòng mà nó rất là khỏe, nó lớn rất là nhanh. Và cái dòng này thì hoa của nó rất là to các bác nhé, rất là to luôn. Nó to bằng cái bát ăn cơm luôn đấy ạ. Và cái hai cái chậu này thì em chia sẻ đồng giá cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 150.000 đồng trên một chậu. Đây là đơn hàng số 19 các bác nhé. 19. Và đây là đơn hàng số 20. Đấy, rất là sum suê, tán rất là khỏe luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 21. Đơn hàng số 21 ngày hôm nay đó là một chậu trà tứ quý hồng các bác nhá, tứ quý hồng. Đấy, lộc đây, à nụ đây các bác nhá. Em xin lỗi, nụ đây. Đấy. Nở được một bông rồi. Cái vào cái bông này nó có bốn lớp nhụy các bác nhá. Đấy, một bốn lớp nhụy cánh luôn. Một. Đấy, hai này, đấy một cái lớp nhụy nhỏ bao quanh ở ngoài này và một cái lớp cánh to ở ngoài này. Cái dòng hồng này nó có hai mặt bông các bác nhá, hai mặt bông của hồng. Đây là một trong hai mặt bông.
Cái đơn hàng số 21 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 21. Em chuyển qua đơn hàng số 22. Đơn hàng số 22 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng. Nụ này các bác nhé, nụ sắp nở rồi. Rất là nhiều nụ này, rất là sai. Cái này thì em đã làm tán rồi. Đấy ạ. Rất là to luôn các bác nhé. Đấy, đơn hàng số 22, 100.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 23. Đơn hàng số 23 này cũng đang nụ, cũng 100.000 đồng. Đây ạ. Nụ này các bác nhé. Em chuyển qua đơn hàng số 24. Đơn hàng số 24 này thì bây giờ đang đóng nụ nhỏ này các bác này. Cái đơn hàng số 24 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 24. Em chuyển qua đơn hàng số 25. Đơn hàng số 25 và đơn hàng số 26 ngày hôm nay. 25 và 26 ngày hôm nay thì em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình đồng giá là 500.000 đồng trên một chậu. Cái này là bạch cổ nhá các bác nhá. Bạch cổ hai chậu này thì hai chậu này thoát thì như nhau này, ba cùng ba tay một điểm, và cái điểm mà tại cái điểm ba tay hai cây này ngang nhau. Cái này mà các bác sưu tầm được một cặp này thì quá là đẹp luôn các bác nhá. Cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Một cặp này các bác trồng hai bên sảnh thì quá là xinh. Em chuyển qua đơn hàng số 27. Đơn hàng số 27 và 28 ngày hôm nay thì đó là hai chậu bạch cổ sai nhỏ. Cái này thì em chia sẻ đồng giá là 120.000 đồng trên một chậu cho đơn hàng số 27 và 28. Em chuyển qua đơn hàng số 29. Đơn hàng số 29 ngày hôm nay. Cái chậu này là cái chậu hồng ngọc trai các bác nhá, hồng ngọc trai. Cái này nó là hàng đài này, hàng đài nhập các bác nhá. Cái này thì hoa thì em để ở phía góc bên trái màn hình ạ. Cái đơn hàng số 29 này thì em chia sẻ các bác cô chú anh chị mình với giá là 400.000 đồng cho đơn hàng số 29. Và em chuyển qua đơn hàng số 30. Đơn hàng số 30 ngày hôm nay đó là cái dòng trà hoa vàng. Cái dòng trà hoa vàng này là cái dòng trà duy nhất mà các bác có thể dùng lá và hoa để các bác hãm nước uống. Và cái dòng trà này nó là dòng thuốc. Dòng trà các bác để làm thuốc chữa bệnh nha các bác nhé. Cái công dụng của cái dòng trà hoa vàng này thì nó giảm cholesterol, chống u biếu, hạ tiểu đường, hạ huyết áp các bác nhé. Và cái này thì em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 150.000 đồng trên một bầu. Cái này thì mỗi bác thì cũng nên trồng từ 1 cho đến 2 bầu ở trong nhà để các bác lấy cái lá này các bác hãm nước uống thay nước trắng hàng ngày. Đây là đơn hàng số 30. Và em có một cái bầu này thì cũng không nhớ, cái này thì nó là hàng nhập các bác nhá, hàng nhập này. Nhưng mà cái này thì lâu rồi, với lại em bị mất cái mặt hoa, không nhớ là cái mặt này là mặt gì nữa. Đây lọc của nó đang lên đây. Hàng này thì không phải là hàng Việt các bác nhá, hàng này nó là hàng nhập này. Hàng nhập đấy. Chậu này thì em chia sẻ tù mù nhá. Hoa của nó thì bị mất rồi nên là không nhớ nữa và cũng không nhớ tên nữa, chỉ nhớ là cái này nó là hàng nhập thôi. Đấy, bác nào mà sưu tầm thì các bác sưu tầm nhé. Cái chậu này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng. Đấy, vì cái này nó là hàng nhập ấy, thì nó rất là đắt các bác nhé. Và để thuần cái cây này ấy, thì thuần năm nay là năm thứ 3 rồi. Đấy, các bác nhìn này, cái rêu này, những cái cỏ nó mọc này, những cái này thì các bác trồng các bác yên tâm, nó đã thuần với khí hậu Việt Nam rồi. Nhưng cái này em không nhớ tên thôi, nên em chia sẻ cho các bác nào thích về trồng thôi. Đấy, cái đơn hàng này, cái này thì có một chậu duy nhất thôi các bác nhé. Một chậu duy nhất thôi. Chia sẻ tới tất cả các bác cô chú anh chị. Cái đơn hàng số 31. Và đơn hàng số 31 thì cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.